lên luôn á. Yeah, he's young man. Đẹp không? Giờ tiếp tục lên cao nữa nha. Mình đây chỗ tranh tài đánh go, đánh góp. Hôm nay ngày chủ nhật thành thử ra tất cả các du khách đổ xô về đây để check in.
tàu đi, em chạy xuống cái bến đó, thả tàu chạy. Có cái gì trong này? Đường này đi đâu ta? Đi lòn lòn vô đây ngưng rồi. Hai cái gì? Ồ, hai cái treo á. Sao cảnh đẹp không? Hết sảy luôn ha. Đúng rồi, nó không có sơn gì hết, tại người ở đây á, nó lên nó lấy đồ nó sơn. Original là không có sơn. Nước sông đẹp, xanh. Xanh đẹp. Của thành phố Austin đó, rất là xa. Thôi đi xuống rồi các bạn ơi. Càng ngày có thêm người, càng người càng lên. Đường lên gian nan mà đường xuống gian nan cũng không kém. Lãng quảng rồi tía. Chờ nó an toàn. Kia nhảy xuống cặp chân liền. Đó là cảm giác leo núi nha các bạn. Núi này cũng không có cao đâu, tạm thôi đó. Con kiến chứ. Don't scream out. Rồi, mình đã xuống tới mặt đường rồi.